Để bắt đầu giao dịch quyền chọn nhị phân với tín hiệu VFALS, hãy đặt cài đặt của bộ lọc. Có một số loại bộ lọc, nội dung, thuật toán, sức mạnh, thời hạn. Nếu bạn muốn giao dịch một hoặc hai tài sản với thời gian hết hạn nhất định, hãy chuyển đến cài đặt, mở phần trền, bộ lọc. Tại đây, bạn có thể chọn tài sản cần thiết, cặp tiền tệ, thuật toán, mức độ sức mạnh và thời gian hết hạn. Bây giờ chỉ để lại bộ lọc cho các tín hiệu hết hạn 5 phút. Nếu bạn đã quen với việc giao dịch tất cả các tài sản và thuật toán, nhưng bạn muốn nhanh chóng loại bỏ các tín hiệu mà bạn không quan tâm hiện tại, bạn có thể lọc ở menu phía trên. Trong menu phía trên, bạn có thể đặt lọc nhanh theo loại tài sản, cặp ngoại hối hoặc cặp tiền điện tử, thuật toán và thời gian hết hạn. Chọn các cài đặt cần thiết và nhấp vào bật bộ lọc. Bây giờ bạn chỉ thấy những tín hiệu bạn cần. Nếu bạn chỉ muốn xem các tín hiệu cho một cặp tiền tệ, hãy chuyển đến cài đặt và bỏ chọn các cặp tiền tệ mà bạn không cần. Sau đó, chuyển đến phần trền loại tín hiệu. Chọn tài sản và thuật toán bạn giao dịch và nhấp vào bật bộ lọc. Bây giờ bạn chỉ thấy tín hiệu cho cặp tiền Euro-Dollar trong thời hạn 1 phút. Nếu bạn không thấy gì, điều này có nghĩa là hiện tại không có tín hiệu nào với các chỉ báo đã chọn trên thị trường. Chờ tín hiệu xuất hiện. Bằng cách này, bạn có thể chọn các tín hiệu với một thuật toán và sức mạnh nhất định. Nếu bạn luôn giao dịch trong cùng một điều kiện, hãy kiểm tra tài sản, thuật toán, sức mạnh và thời hạn mà bạn cần. Việc thực hiện cài đặt không chỉ chú ý đến thời gian hết hạn mà còn chú ý đến nguồn tín hiệu. Mức nguồn nhỏ có thể cho thấy tín hiệu không chính xác. Ngoài ra, hãy chú ý đến các bản đồ nhiệt. Nếu bạn muốn đặt lại cài đặt của mình, hãy chuyển đến menu phía trên và nhấp vào bật bộ lọc. Bạn sẽ thấy các tín hiệu của tất cả các loại. Để áp dụng các bộ lọc, hãy nhấp vào tắt bộ lọc. Bạn sẽ chỉ có tín hiệu với các cài đặt bạn đã chọn. Hãy nhớ rằng các tín hiệu chỉ xuất hiện khi tình hình thị trường góp phần vào nó.